Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp Mark Home. Và trong số mới nhất lần này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng công trình của gia đình anh Thiện tại Gia Lai. Đây chính là một công trình mái Nhật 2 tầng kết hợp giữa nhà ở với cơ sở kinh doanh. Hiện tại thì Mark Home đã thi công hàng nghìn mẫu nhà trên phạm vi toàn quốc với đa dạng mẫu mã, cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính. Nếu quý vị đang có ý định xây nhà thì có thể truy cập vào kênh YouTube của Mark Home là Mark Home và Nhà đẹp Mark Home để chúng ta có thể xem tham khảo. Ở đây thì chúng tôi có các video từ công trình thiết kế đến các mẫu thi công thực tế. Về nền tảng website thì quý vị có thể truy cập vào địa chỉ thiết kế thi công trọn gói .com. Giao diện sẽ hiện lên như trên màn hình quý vị. Nếu quý vị yêu thích công trình nào thì có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết. Tại đây thì chúng tôi có trình bày cụ thể về chủ đầu tư, địa chỉ, tổng diện tích, kích thước xây dựng, số tầng, loại hình, công năng, v.v. Trang web cũng là nơi mà chúng tôi cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm. Và đồng thời thì trang web còn có một thước lô ban online được dùng để đo đạc các kích thước trong xây dựng. Trên thước thì sẽ có chia ra kích thước tốt ứng với cung đỏ nên dùng và những kích thước xấu ứng với cung đen nên tránh. Quý vị chỉ cần nhập con số cần tra cứu vào hình ngũ giác màu vàng là sẽ nhận được kết quả. Công trình của gia đình anh Thiện có địa chỉ cụ thể tại Nhân Hòa, Chư Sê, Gia Lai. Đây là một công trình shop house, nhà ở kết hợp với cơ sở kinh doanh. Từ bên ngoài nhìn vào mặt tiền nhà thì quý vị sẽ thấy được là công trình có hai lối tiếp cận. Lối đi bên phải được làm từ chất liệu gỗ căm xe kết hợp với kính, là lối đi dẫn vào không gian sinh hoạt chính của gia đình. Còn lối đi bên trái xử lý cửa cuốn là lối đi dẫn vào khu vực kinh doanh. Cửa cuốn thì mỏng gọn nhưng chắc chắn và không chiếm nhiều diện tích, cho nên thường được sử dụng để có thể đảm bảo về tính an toàn. Phần lớn diện tường thì sử dụng sơn mắc hơn màu trắng sứ, một số vị trí phân tầng tiếp giáp sàn và mái thì sơn màu xanh ghi mã MH3556D thuộc dòng sơn mắc hơn do chính công ty của chúng tôi nghiên cứu sản xuất, với thời hạn bảo hành lên đến 10 năm tùy công trình. Và để tạo nên sự kết nối về mặt màu sắc thì chúng tôi cũng đã sử dụng ngói Fuji màu xanh than. Để tiết kiệm chi phí thì nhiều chủ đầu tư sử dụng tôn hoặc là tôn giả ngói. Tuy nhiên thì nó sẽ có độ bền và tính thẩm mỹ không cao. Về phần ngói Fuji thì loại ngói này có độ bền cơ học cao, độ chống chịu lại va đập cao hơn các loại ngói khác gấp 16 lần. Công nghệ sơn phủ ceramic có độ bền màu lên đến trên 30 năm và chúng ta không phải lo lắng về tình trạng rơ móc. Vậy nên quý vị có thể cân nhắc để sử dụng cho công trình của mình. Ở vị trí ban công thì chúng tôi đã sử dụng sắt hộp có màu đen, đơn giản tinh tế. Giàn hoa được bố trí ở ban công tầng 2, được làm từ bê tông sơn phủ màu trắng. Bên trên chính là một lớp kính cường lực. Về phần cổng thì cánh cổng được thiết kế với quy cách 4 cánh mở quay, được làm từ chất liệu sắt nan gỗ. Hai bên trụ cổng thì được ốp gạch granite. Tường rào thì được làm từ bê tông kết hợp với sắt mỹ thuật. Phía chân tường rào ốp đá tự nhiên màu ghi đậm. Thiết kế tường rào giúp bảo vệ ngôi nhà tránh khỏi các tác động đến từ bên ngoài, tăng tính thẩm mỹ. Và khi thiết kế cổng thì quý vị cần tránh để cổng và cửa chính thẳng hàng, vì điều này thì sẽ tạo nên đường thẳng sát khí, mang đến những điều không may mắn cho cả gia đình. Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng xem qua mặt bằng định vị của công trình này. Công trình nằm ở hướng Tây, có kích thước xây dựng là 8x15m, diện tích sử dụng của công trình thì sẽ rơi vào khoảng 240m2. Chúng tôi đã xây dựng công trình cách ranh giới khu đất với kích thước lần lượt là 0,6m và 3,2m. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về việc nước mưa thoát tự nhiên, không ảnh hưởng đến những công trình lân cận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về công năng của công trình này. Vấn đề công năng thì sẽ được các kiến trúc sư kết hợp với đội ngũ phong thủy để có thể đưa ra cách phân bố tối ưu nhất. Hiện tại thì chúng tôi áp dụng vấn đề phong thủy từ khâu thiết kế đến cả vấn đề động thổ để có thể mang đến một cuộc sống nhiều may mắn và cát lành cho cả gia đình.
Ở tầng 1 thì ngoài khu vực kinh doanh có diện tích 29m2 thì phần diện tích còn lại sẽ chia cho các khu vực sinh hoạt chung và riêng. Từ khu vực kinh doanh, chúng tôi cũng đã thiết kế một cửa đi để có thể dẫn vào khu vực sinh hoạt trong nhà, mang đến sự thuận tiện cho quá trình di chuyển. Phòng khách được thiết kế với diện tích 20m2. Khu vực này thì chúng tôi đã thiết kế thêm một ô cửa sổ để có thể đảm bảo căn phòng nhận được ánh sáng tự nhiên, dễ dàng lưu thông không khí. Trần của phòng khách thì giữ vai trò quan trọng trong thuật phong thủy, cho nên là chúng ta nên thiết kế khung xương chìm để giúp tích tụ vận khí. Trần phòng khách thì cũng nên được thiết kế màu sáng để có thể tạo được cảm giác không gian rộng rãi, thoáng mát. Và một phòng khách đẹp đạt chuẩn phong thủy thì sẽ được đánh giá dựa vào các yếu tố như là vị trí đẹp, ánh sáng đầy đủ và đồ dùng nội thất được bố trí hợp lý. Khu vực tiếp theo chính là phòng bếp ăn, được thiết kế với diện tích 15m2. Khu vực này ngăn cách với không gian phòng khách nhờ vào một vách lam. Bếp ăn sẽ được bố trí một bộ bàn ghế ăn, một hệ tủ bếp hình chữ L và một bàn đảo. Bếp ăn sở hữu hai ô cửa sổ nên sẽ đảm bảo được việc không gian không bị ám mùi hôi khi nấu nướng. Khu vực nhà bếp thì chứa khá nhiều những đồ dùng vật dụng, cho nên là không gian lưu trữ cần được chú trọng trong thiết kế. Ở khu vực này thì chúng ta nên thiết kế tủ bếp kịch trần thay vì chờ ra khoảng trống để có thể tăng thêm khoảng không gian lưu trữ. Tầng này có một phòng ngủ rộng 14m2. Căn phòng này được thiết kế một ô cửa sổ và đặt ở cuối nhà. Vị trí cuối nhà thì sẽ có lợi thế về khoảng không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn do cách xa trục đường giao thông. Ở công trình này thì nhà vệ sinh và phòng tắm được thiết kế tách biệt thành hai khu vực. Nhà vệ sinh thì có diện tích 1,6m2, phòng tắm có diện tích 3m2. Tùy vào sở thích của mỗi gia đình thì quý vị có thể thiết kế hai khu vực này chung hoặc là riêng. Ưu điểm của việc thiết kế tách biệt hai khu vực này chính là tiết kiệm được thời gian, bởi vì trong cùng một khoảng thời gian thì cả hai thành viên trong gia đình có thể sử dụng mà không cần phải chờ nhau. Chúng ta cũng có thể đảm bảo được việc là nhà vệ sinh lúc nào cũng khô thoáng do không bị nước từ khu vực tắm tràn ra. Phòng thờ thì được bố trí ở tầng 2, căn phòng này có diện tích 8m2. Từ phòng thờ đi qua cửa đi 4 cánh thì chúng ta sẽ đến được với khu vực ban công. Khu vực tiếp theo chính là phòng học rộng 13m2. Khu vực này thì có một tủ sách, một bàn học hình chữ nhật với kích thước thoải mái, ôm sát một cạnh của bức tường. Có thể thấy gia chủ là một người khá là đầu tư, chăm chút cho việc học của các con. Phòng học thì sẽ góp phần mang đến không gian thoải mái phục vụ cho việc học tập sáng tạo. Để gia đình có khoảng không gian lý tưởng cho việc vui chơi, giải trí và sinh hoạt, thì chúng tôi đã bố trí thêm khu vực sinh hoạt chung với diện tích là 12,5m2. Cách bố trí phòng sinh hoạt chung sẽ tương tự như phòng khách, vẫn gồm có bộ sofa và bàn trà. Chúng ta có thể đặt thêm tủ đồ khô, tủ lạnh hoặc là tivi tùy vào nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Tầng 2 có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 thì được thiết kế về bên trái có diện tích 14m2. Phòng ngủ số 3 được thiết kế về bên phải có diện tích 11m2. Và tương tự như tầng 1 thì hai khu vực cuối cùng của tầng này vẫn là một nhà vệ sinh chung có diện tích 1,6m2 và một phòng tắm có diện tích 3m2. Khu vực cuối cùng của tầng này là một sân phơi rộng 4,3m2. Công trình có tổng chiều cao được tính từ cột 00 lên đến đỉnh mái là 10m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,6m, chiều cao mái là 2,5m. Quý vị có thể xem kích thước chiều cao của công trình này tại các mặt đứng trục. Và tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng xem qua chi tiết thang tầng 1 lên tầng 2. Ở những công trình cao tầng thì hạng mục cầu thang rất là quan trọng, bởi nó chính là phương tiện di chuyển chính kết nối các tầng của công trình. Và đồng thời thì cầu thang còn liên quan trực tiếp tới vấn đề phong thủy. Khi thiết kế thì chúng ta cần hạn chế 3 bậc cuối cùng của cầu thang hướng thẳng ra vị trí sảnh chính. Đồng thời thì số bậc của cầu thang cũng cần đáp ứng được công thức 4N+1 theo quan niệm sinh lão bệnh tử. Ở đây thì chúng tôi đã thiết kế cầu thang với 25 bậc. Số bậc này đã đáp ứng được vấn đề về phong thủy cho nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Xem qua chi tiết cầu thang thì chúng ta sẽ còn biết được những thông tin chi tiết như là mặt của bậc thì được lát gạch granite màu đen, cổ bậc thì được lát gạch granite màu trắng, lan can làm từ chất liệu kính cường lực dày 12mm. Chuyển sang vấn đề kết cấu, công trình này sử dụng hệ móng băng bê tông cốt thép. Quý vị có thể xem thêm tại mặt bằng móng để biết thêm thông tin chi tiết. Ở hồ sơ kết cấu thì chúng tôi còn có bản thống kê số lượng cốt thép với đầy đủ tên gọi, hình dạng, kích thước, số lượng v.v. để gia chủ có thể yên tâm, không lo lắng về tình trạng phát sinh. Và cuối cùng trong bộ hồ sơ gửi đến quý vị khách hàng thì sẽ còn có hồ sơ điện nước. Trong hồ sơ này thì sẽ có các mặt bằng như là mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng ổ cắm internet, sơ đồ nguyên lý cấp điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước v.v.
Với hồ sơ này thì chúng tôi đảm bảo mang đến cho quý khách hàng một cuộc sống tiện nghi, an toàn, hạn chế những rủi ro về điện nước, đồng thời thì nó sẽ góp phần mang đến tính thẩm mỹ cho công trình. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Thiện tại Nhân Hòa, Chư Sê, Gia Lai. Tổng quát lại thì đây chính là một công trình nhà ở kết hợp với cơ sở kinh doanh, được thiết kế 2 tầng. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Mark Home và có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 813 333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Và hiện tại thì Mark Home đang thực hiện rất là nhiều những chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn trong năm. Với những khách hàng thiết kế thì chúng tôi giảm 10% chi phí thiết kế khi ký hợp đồng online, hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần, ưu đãi khi mua các sản phẩm của Mark Home như là sơn, đèn LED, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát v.v. Với những khách hàng thi công thì chúng tôi miễn phí 100% chi phí thiết kế. Quý khách hàng sẽ còn có cơ hội nhận được hàng loạt các quà tặng hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng, bao gồm có TV, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút mùi v.v. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là cập nhật hàng loạt những chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.